Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy hướng dẫn xong cho các em tới cái bài 32 rồi đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em bài 33, 34 và bài 35 các em nhé. Ok, chúng ta đi sang bài 33. Rồi, chúng ta có bài 33 các em nhé. Cho đoạn thẳng AB, vị cung tròn tâm A bán kính AB, vị cung tròn tâm B bán kính BA, nghĩa là gần như là AB với BA thì như nhau, nghĩa là hai cái bán kính này bằng nhau. Chúng cắt nhau ở C và D, chứng minh rằng cái tam giác ABC bằng tam giác ABD. À, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình ra, có được không nào? Rồi, bây giờ thầy sử dụng thước. Bây giờ như vậy thì thầy sẽ vẽ cái đoạn thẳng AB ra trước các em nhé. Vẽ đoạn thẳng AB ra trước. Nhỏ nhỏ thôi các em ha. Rồi, vị cung tròn tâm A bán kính AB ha. Đây các em, nào có cơ ba đây các em. Vị cung tròn tâm B, đây các em thấy tâm B chưa, bán kính gì, bán kính AB và cung tròn tâm B bán kính BA, chúng cách nhau ở C và D như đây. À, tiếp tục ở đây nha, cung tròn tâm B bán kính BA đây ha, thì ở đây nó cắt, ở đây chính là C này và dưới này chính là D này, đó hai cung tròn này cắt nhau như vậy, thì ở đây nó chính là C này và đây chính là D này các em. Ok, như vậy thì ở đây chúng ta chứng minh gì, tam giác ABC. Như vậy chúng ta nối lại, như vậy khi nó vỉa nó cùng cung tròn các em, cùng cung tròn thì chắc chắn nó cùng bán kính, thì nó sẽ như nào với nhau các em, bằng nhau ha. À, và ở đây chúng ta sẽ nối lại CD lại giùm thầy đó, có được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có là vì nó cùng cung tròn là tâm A, chứng tỏ AC sẽ bằng với AD này, cùng cung tròn tâm B bán kính BA thì ở đây BC sẽ bằng với BD này, có được thế nào? Và chắc chắn cái này bằng nhau hết em, một gạch hết đi, một gạch nha, thầy xin lỗi, tại vì nó cùng bán kính mà, được chưa? Như vậy bây giờ nhìn trên hình này thì chắc có lẽ chúng ta đã biết rồi, chúng ta sẽ xét hai tam giác này có các cặp cạnh tương ứng bằng nhau, ha. Và ở đây chúng ta có cái gì chung em? Ở đây là ABC với lại là ABC với là ABD thì có các cặp cạnh tương ứng bằng nhau, và trong đó có AB là cạnh gì, cạnh chung, có đúng chưa nào? AB cạnh chung nên là chúng ta sẽ suy ra hai tam giác nó bằng nhau theo trường hợp là cạnh, được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành xét nha. Câu A, chứng minh rằng là cái tam giác ABC bằng với tam giác ABD ha, thì chúng ta sẽ tiến hành xét nha. Cái hình chúng ta vẽ và nhìn vào hình nha, xét tam giác ABC và cái tam giác ABD, ta có điều gì em? Chúng ta có ở đây AC sẽ bằng với AD ha. Ở đây chúng ta ghi giùm thầy là bán kính tâm A này, được chưa? Ok. Chúng ta cũng có là BC thì sẽ bằng BD. Ở đây là bán kính tâm gì em? Bán kính tâm B. Ok. Với lại chúng ta có cái gì nữa em? AB là cạnh chung. Ha, nên là do đó cái tam giác ABC sẽ bằng với tam giác gì? ABD theo trường hợp là cạnh. Ok, được chưa? Đó, câu A các em. Nhớ là cái phần tổng hình này chúng ta phải biết cách nhìn hình và biết cách lập luận, chứng minh thì chúng ta mới giỏi môn tổng hình được. Và ngay từ những cái bài đầu như thế này ở chương tam giác thì chúng ta phải biết, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi sang câu B. Chứng minh tam giác ACD với BCD thì nó cũng dễ thôi em, chúng ta cũng xét hai tam giác này ha.
thì chúng ta có là gì các em? À, chúng ta có AC. AC thì bằng với gì? BC. Gì nữa các em? Đã có AD thì bằng với BD. CD là cạnh chung. Các em hiểu không? À, nên hai tam giác này bằng nhau trường hợp là cạnh cạnh cạnh, rất là dễ ha. Nên ở đây câu B chúng ta cũng chứng minh rằng cái tam giác thì các em ACD sẽ bằng với tam giác gì? BCD. Bây giờ chúng ta cũng sẽ xét tam giác ACD và cái tam giác BCD. Ta có cái gì các em? Bạn nào biết? Như vậy ở đây ta có là AC thì sẽ bằng với BC. Ở đây là bán kính hai đường tròn bằng nhau ha. Hai đường tròn bằng nhau. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có là AD thì sẽ bằng với BD, cũng là gì? Bán kính hai đường tròn bằng nhau. Ok, và có cạnh gì? Cạnh chung em. À, cạnh CD là cạnh chung. Là cạnh chung. Được chưa nào? Do đó cái tam giác ACD sẽ bằng với cái tam giác BCD theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Được chưa nào? Được chưa nào? Đó chính là cái bài 33 các em. Các em nhìn lại hình một lần nữa. Câu A các em. Rất dễ ha. Rất dễ và rất cơ bản. Được chưa? Đó, chúng ta đi sang bài 34 các em nhé. Rồi, chúng ta có bài 34 các em. Cho tam giác ABC, vị cung tròn tâm A bán kính bằng BC, vị cung tròn tâm C bán kính BA, chúng cách nhau ở D. D và B nằm khác phía đối với AC, chứng minh rằng AD song song với BD. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ vẽ cái tam giác ABC. Ở đây người ta không cho tam giác gì nên chúng ta sẽ vẽ nó là tam giác nhọn bình thường nha. Rồi, thầy sẽ dùng thước thầy vẽ cái tam giác ABC. Được chưa nào? Đây chính là cái tam giác A này, B này, C này. Vị cung tròn tâm A bán kính ở đây là bằng BC. Rồi. Như vậy thì ở đây thầy sẽ lấy cái bán kính BC ở đây trước này. Rồi, ok. Do thầy có điện thoại em nhé. Thầy sẽ làm lại nhé. Thầy sẽ đo cái BC, được chưa? Tại vì người ta yêu cầu vị cung tròn tâm A bán kính là bằng BC. Đây. Các em thấy đây. Cung tròn tâm A bán kính BC đây này. Được chưa? Vị cung tròn tâm C cũng bán kính bằng BA. Vị cung tròn tâm C bán kính bằng BA, như vậy thầy sẽ tiếp tục đo. Ở đây. Đó, sau đó thầy sẽ đặt ở cái tâm C ở đây. Đây nghe. Được chưa? Đó. Như vậy thì nó cách nhau ở đâu thì ở đó chính là D. Được chưa nào? Như vậy thì chứng tỏ này, chứng tỏ một điều là gì? Khi chúng ta nói AD, ở đây D nằm khác phía BC so với AC là đúng rồi. Như vậy ở đây AD này, theo em AD là bằng đoạn nào? AD là chắc chắn là bằng đoạn BC, tại vì vị cung tròn tâm A bán kính bằng BC, chứng tỏ AD này sẽ bằng với lại gì? BC. Và DC này sẽ bằng với gì các em?
DC này sẽ bằng với A, AB. Có đúng chưa? Đó. Ở đây người ta yêu cầu chứng minh rằng là AD sẽ song song BC. Thì để chứng minh được nó song song thì các em cũng chứng minh hình thành cái cặp góc sau này trong em. Các em thấy không? Bạn nào biết góc ACB nghĩa là góc này này. Nếu em chứng minh được cặp góc này sau này trong là ACB, nó sẽ bằng là CAD là góc này. Nếu em chứng minh được hai tam giác này bằng nhau và suy ra được hai cái góc này bằng nhau tương ứng là sau ly trong ha, thì khi đó chúng ta sẽ suy ra được là gì, hai cạnh này sẽ song song với nhau. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì cái bài này chúng ta sẽ đưa nó về là xét hai tam giác tương ứng này. Các em hiểu không? Như vậy thì bây giờ chúng ta cũng sẽ tiến hành là xét cái tam giác. Ở đây là thầy sẽ nói là ABC, tí nữa chúng ta đọc tương ứng cho thầy nha. Và tam giác bây giờ A ở đây thì theo em nó sẽ tương ứng là vị gì? A ở đây này thì nó sẽ tương ứng với C ở đây, được chưa? C này, B, B ở đây thì tương ứng với D, và C, C ở đây thì tương ứng với A. Như vậy thì đó, các em hiểu chưa? Khi chúng ta viết phải viết tương ứng như vậy. Ta có, như vậy ta có được điều gì các em? Đã nào biết? Như vậy thì ở đây chúng ta có là AB thì sẽ bằng với DC, đó. AB sẽ bằng với DC, có được chưa? Nếu mà ấy là tương ứng là DC, CD các em, ghi tương ứng luôn. Như vậy thì ở đây là gì? Theo cách vẽ, theo cách vẽ ở trên hình vẽ, các em hiểu không? Đó. Tiếp tục, chúng ta có gì các em? AC là cạnh chung, đúng chưa? Chúng ta có BC thì bằng với gì các em? A, AD cũng là theo cách vẽ ha. Hay còn có một số giáo viên là nói là theo gì? Theo bán kính, được chưa nào? Nên do đó cái tam giác ABC sẽ bằng với tam giác CDA. Theo trường hợp là cạnh, cạnh, cạnh. Ok, được chưa? Đó, nên chúng ta sẽ suy ra hồi nãy thầy đã đánh vị trí góc rồi này. Góc ACB sẽ bằng là gì các em? CAD, có được chưa? ACB sẽ bằng với CAD, hai góc tương ứng. Không, nên chúng ta sẽ suy ra là AD sẽ song song với BC. Ở đây là vì có cặp góc ở vị trí gì? Ở vị trí so lê trong, so lê trong bằng nhau, được chưa nào? Hai đây là vị trí so lê trong các em và bằng nhau. Đây. Được chưa nào? Đó, cái bài giải các em. Ok. Rồi, chúng ta đi sang bài 35, bài cuối cùng ở trong clip hôm nay nhé. Rồi, ta có bài 35 các em. Cho đường thẳng XY, các điểm B và C nằm trên đường trên XY. Ở điểm A nằm ngoài đường thẳng XY, dựa vào bài 34, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua A và song song với đường với BC. Như vậy thì ở trong cái bài 34 á, chúng ta đã biết cách dựng AD song song BC bằng cách vẽ các cung tròn ha, tâm A với lại là tâm C, nó có bán kính là tương ứng là BC và BA. Đó, đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn này. Đầu tiên người ta cho cái em là cho cái đường thẳng XY vì các cái điểm B và C nằm trên đường Y ha. Đây, thầy sẽ vẽ tương ứng các em. Như vậy thì ở đây là cho thẳng XY, B với C tương ứng là nằm ở trên đường thẳng XY này. Điểm A nằm ngoài đường thẳng XY. Như vậy một cái điểm A nó nằm ngoài ở đây đây. Dựa vào bài 34, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành này. Chúng ta nối A với B nha. Ta nối A với B.
đó, ta nói A với B. Ở trên đây là bờ bơ sơ và có chứa điểm 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 A này em. Sau đó các em sẽ vẽ cái cung tròn tâm A bán kính gì? BC. Đây. Sau đó các em sẽ vẽ cung tròn BC. Thành loại vẽ cung tròn tâm A bán kính ở đây là BC. Được chưa nào? Sau đó tiếp vẽ cung tròn tâm C bán kính AB. Đó. Cung tròn tâm C này. Bán kính AB đây. Được chưa? Đó. Như vậy thì ở đây nó hai cung tròn nó cắt nhau tại đâu thì đó chính là ở D ở đây. À, rất chính xác luôn ha. À. Như vậy thì ở đây khi đó chúng ta sẽ kể được và khi đó AD này sẽ song song với BC. Được chưa? Đó thì tương ứng cái này sẽ bằng cái này. Được chưa nào? Ok. Ta trình bày cái cách vẽ cho nhá. Như vậy thì ở đây chúng ta vẽ đường thẳng XY. Vẽ đường thẳng XY, thấy không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là vẽ cái đường thẳng XY, sau đó chúng ta trên đường thẳng XY này chúng ta lấy điểm B và C. Lấy B và C trên XY, được chưa nào? Lấy điểm A ở ngoài đường thẳng XY. Ok. Sau đó chúng ta sẽ nối A và B. Nối A và B ha. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ vẽ cho em vẽ cái cung tròn tâm gì? Tâm A bán kính bằng cái gì các em? Bằng BC. Được chưa? Tiếp tục chúng ta cũng vẽ cung tròn tâm C. Tâm C bán kính bằng AB. Được chưa nào? Và hai cung tròn này cách nhau tại đâu các em? Hai cung tròn cách nhau tại D. Tại D ha. Và chúng ta kể cái đường thẳng AD. Kể đường thẳng AD. Như vậy ta có AD này sẽ song song với XY. Đó, được chưa? Đây chính là các cái bước làm của bài 35 nha. Ok. Rồi, nó nằm gọn ở trong cái màn hình nên là chúng ta chỉ việc bấm dừng lại. Các em muốn ghi chép gì đó thì chúng ta ghi nhé. Tới đây thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho các em ở cái bài số 3. À, thầy nói cái bài số 4 nhé. Trường hợp bằng nhau thứ hai đó chính là cạnh góc cạnh nhé. Chúng ta nên xem trước, làm trước rồi chúng ta mới đối chiếu kết quả với thầy các em nhé. Ok, xin chào các em nhé.